Xin chào các bác, em vừa dọn xong được con lọc khí Daikin vầng trăng rất là chất. Một con máy còn rất là mới ạ. Cái chất máy bên trong của nó rất là sáng đẹp, bên sóng. Các bác nào có nhu cầu thì ủng hộ bên em nhé. Cái chiếc này thì em bán là 3,3 triệu, bảo hành 12 tháng. Đã đầu biến áp điện 220V rồi, tặng kèm theo một voucher giảm giá theo cái chương trình đợt này đang khuyến mại các bác nhé. Các mặt hàng các bác có mua này. Con này thì nó là màu mận cho nên là đặt vào phòng nó cũng khá là sang mà nó bền màu. Đặc thù của cái màu mận này thì nó không bị ngả màu theo thời gian như màu trắng. Cho nên bác nào mà yêu cái màu tối ấy, thì con này màu nó rất là đẹp. Này. Cái nhựa nó rất là sáng bóng nhá. Đấy. Bóng luôn. Không có, con này không có làm cái gì cả, chỉ ngoài việc lau thôi ạ. Không mông má gì. Đấy, các bác nhìn phần nhựa. Nhìn ở ngoài thực tế nó còn đẹp hơn trong video. Video quay thì cái màu này nó hay quay nó bị tối. Đấy, còn nhìn thực tế bên ngoài thì cái màu này nó rất là đẹp đấy. Chụp ảnh thì nó hay bị tối cái màu này. Cái màu mận này, con này còn rất là đẹp thôi nha. Một con màu mận đẹp. Đây, bên trong mở cho các bác xem này, nội thất rất là sáng. Hai cột tĩnh điện hai bên rất là mới luôn nhé. Con nào mà đang có nhu cầu mua lọc khí thì chốt ngay con này, không cần phải nghĩ về chất lượng, hình thức nguyên zin đúng chất bãi, cực đẹp luôn ạ. À. Sáng đẹp. Anh timer khử khuẩn cũng rất là mới. Con này thì cái màng zin của nó theo máy vẫn còn khá là đẹp và dùng tốt, cho nên em vẫn để nguyên. Đấy. Còn bác nào mà không thích màng zin này thì bên em vẫn thay màng mới và giá thì vẫn vậy thôi. Màng này còn, nó còn rất là sạch luôn nhé. Đấy. Cái giấy này là giấy zin, màng zin cho máy đấy. Nhưng mà máy rất ít dùng, trong này là cái than hoạt tính khử mùi, gọi là hay gọi là xúc tác than. Lưới này cũng sạch sẽ này, không bị thủng nước gì mới. Nói chung là một con Daikin, cái chất máy nó đẹp, chất máy nó mới đẹp. Tính năng thì con này các bác biết rồi, là nó có hai cột tĩnh điện hai bên thì nó là dòng VIP rồi. VIP nhất của Daikin mới có, kể cả các cái dòng mới bây giờ. Đấy, còn chạy dài với con này luôn. Sao con này thì vẫn là nhiều người mua, người thích. Bên Nhật thì máy lọc không khí này họ không dùng nhiều, họ chỉ dùng cái trong vòng tầm 5 thôi. Nào họ, khi cái màng HEPA trong nó hơi bẩn cái họ cũng chẳng buồn xịt bụi đâu, họ bỏ luôn cả máy đấy. Nên là bình nước bù ẩm này. Đối với hàng Nhật thì nội địa thì bác nào chưa chơi thì không biết, Nhật nội địa lúc nào nó cũng có cái bình nước bùa. Tiêu chuẩn Nhật nó phải có bùa, nếu còn máy liên doanh thì không có đâu. Đấy, con này mang thảo ẩm còn rất là mới, xốp cực kỳ rất là mềm. Nó chưa bị bám vôi canxi, rất là mới này. Một con Daikin thực chất. Số điện thoại và Zalo của em đây có nhé. Quay cho các bác xem tên của nó là MCK70 này. 75W, con này chạy cực đại công suất thì mới là 75W thôi ạ. Thế còn chạy Eco thì nó chỉ rơi tầm 15-20W thôi. Năm sản xuất 2014, series máy 0124. Thông số tem mác rõ ràng, hình thức rõ ràng, nguyên zin không sửa chữa gì. Tính năng ở trên hoạt động ok hết, bấm cho các bác xem nhé. Nút tăng giảm ánh sáng này, Enter tắt này. Có thêm chế độ chạy lọc nhanh trong vòng 1 giờ. Hẹn giờ bật. Eco chạy tự động tiết kiệm điện. Lọc nhanh. Ion. Bù ập. Tốc độ lọc khí. Máy đầu biến áp điện 220V rồi. Đèn báo timer, báo phần trăm độ ẩm. Các cái đèn báo cảm biến bụi mùi rồi là tốc độ lọc. Tốc độ lọc các thứ thì nó sẽ báo vào cái đèn này. Chạy theo tốc độ nhanh chậm các thứ đấy, báo đèn này. Giá thì em niêm yết 3,3 triệu, bảo hành 1 năm, phí vận chuyển đi toàn quốc là 100 nghìn. Đặc biệt là bên em giờ này bán thì bác nào mà cảm thấy chốt thì cũng không cần phải đặt cọc, cứ người thật việc thật là mình làm việc thôi. Đấy. Quan trọng là cứ chốt chắc cho em là được nhé. Chào các bác.